nách từng cái một nè. Để nách từng cái một thì các bạn để cái nách ở đây. Button đúng không? Cái này là tới đúng không? Tới hai lần. Tới cuối cùng là cái này. Đúng chưa? Rồi. Tới một lần là cái này. Đúng không? Tới lần nữa ngược lại. Lui chứ cái đấy là lui. Đấy, tới một lần là cái này. Đúng không? Tới cuối cùng. Cuối cùng là cái này. Đúng không nhỉ? Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Bây giờ cô sẽ làm cái tới lui trước. Hiểu không ạ? Một là cô sẽ làm cái tới, cái lui trước nha. Bây giờ làm cái tới trước nè. Cái button này. Next nè. Cái này là last nè. Cô sẽ để cái này. Cái này cô để là button next. Cái cuối cùng đúng không? Là button last. Còn cái này là previous đúng không? Button previous. Previous. Cái này là first đúng không? Cái đầu tiên sẽ là cái first. Button first. Được chưa? Bây giờ cô sẽ làm. Thôi để mua cái first trước đi. First là cái đầu tiên. First đầu tiên thì có phải là ta có list sinh viên. Các bạn nhìn nha. Để mà tái sử dụng được. Tôi viết cái hàm đi ha. Hàm là first. Ok. Hàm thứ hai là hàm này là gì đây ạ? Previous. Previous. Ok. Hàm thứ ba là hàm next. Hàm thứ tư sẽ là hàm gì ạ? Hàm là last. Các bạn thấy mặc dù cô chưa có hàm nhưng cô cứ gõ. Sau lên trên kia cô xử lý đúng không? Đấy, các bạn lên trên này các bạn viết cho cô mấy cái hàm như sau. Cái hàm reset cô đâu ta? Rồi. Hàm thứ nhất là hàm gì đó? Private. Với hàm là first. Đúng không? Trật tự, trật tự. Hai ông này nói chuyện nữa không? Nói chuyện tôi cho ra ngoài nói chuyện á. Nói trật tự mà cứ nói rần 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 nhỉ. Previous. Next. Last. Được chưa? Ok. Cô viết 4 cái hàm như vậy. Cô viết 4 cái hàm như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ ta sẽ làm cái first đầu tiên nè. Cái đầu tiên thì các bạn nhìn nha. Các bạn sẽ trả về là cái list. Thì cái chỗ này các bạn thấy là cái set text này nè. Là các bạn sẽ dùng nhiều lần. Đúng không? Cho nên cái code này các bạn cắt ra cho cô. Đấy, code này các bạn cắt ra. Tức là các bạn đọc file, các bạn chỉ có nhiệm vụ duy nhất là các bạn đọc vào đâu ạ? Đọc vào list là được rồi. Nhiệm vụ đọc ra list được rồi. Cho nên cái chỗ sản phẩm SP này các bạn tạm thời cắt ra. Cô cắt ra cô để đây. Thứ hai là cái sản phẩm đây nè. Đâu? Ở dưới này. Các bạn không cần dùng tới các bạn cũng cắt ra. Các bạn để dùng chung. Nhớ là các bạn đang để dùng chung cái SP này. Ok. Chưa?
Rồi, thì bây giờ ta sẽ dùng như sau. First thì cô các bạn lấy SP ghép 0. Ok. Và cái dòng này các bạn sẽ dùng rất là nhiều lần. Cho nên ở chỗ này cô sẽ truyền vào như này nè. Truyền vào cái index để cô có thể tái sử dụng được. Tái sử dụng cái này được. Cho nên cô sẽ như này. Cô sẽ tách cái này ra một cái hàm riêng là show private void show item, tức là show từng cái thành viên một nhá. Và show item nào thì cô truyền cái item đó into index. Cô chỉ cần đưa cái này vào. Cô truyền cái này là index. Đấy, đây là cách để các bạn tái sử dụng cái code. Các bạn không phải viết nhiều. Các bạn gom lại, cái nào dùng chung nhiều các bạn gom lại thành một cái method. Đúng không ạ? Cô truyền vào đối số, nếu cô get 0 thì nó sẽ show cái 0, get 1 nó sẽ show cái 1, đúng không? Cho nên cô phải truyền index. Cho first này cô chỉ cần gọi là show item 0, chính xác. Là xong. Đúng không? Đấy, viết rất gọn. Rồi, previous thì các bạn phải có một cái biến để các bạn điều hướng. Đúng ạ, cái biến để điều hướng. Tức là mỗi lần mà cô next thì cái biến index hiện tại, cái current á, hiện tại của nó sẽ cộng lên 1. Đúng không ạ? Nếu có previous nó sẽ chuyển thành trừ 1, đúng không? Ok. Vậy cô sẽ đặt một cái biến integer current index. Có nghĩa là cái index hiện thời của nó. Ok, cô tạm thời cô đặt bằng trừ 1 hoặc là đặt bằng 0 nếu không các bạn không muốn lỗi. Nghĩa là nó sẽ đặt bằng 0, đầu tiên nó chạy cái đầu tiên đã, sâu cái đầu tiên đã, 0 đã. Ok, được chưa? Rồi, vậy mỗi lần cô sẽ previous, cô sẽ lấy cái current index, cô trừ trừ, đúng không? Sau đó cô sẽ truyền cái này vào show item current index. Ok. Nhưng các bạn next hoài nó về âm thì sao? Các bạn phải bắt lỗi, đúng không? À, if current index mà nhỏ hơn 0 thì các bạn phải gán cái current index bằng mấy? Bằng 0, chính xác. Nếu nhỏ hơn 0 rồi thì gán bằng 0. Hiểu không ạ? Connect nữa, nhỏ hơn 0 thì gán bằng 0. Ok. Tương tự cho cái next, đúng không ạ? Đấy, next thì sao ạ? Current cộng cộng cộng. Và nếu cái này lớn hơn gì? Cái độ dài của cái list, đúng không? List chấm gì? List chấm length size, được không? Trừ 1 nữa. Tại vì chạy từ 0 đến size mà, size trừ 1 mà, phải trừ 1 nữa, đúng không? Thì cái này nó sẽ gán ngược lại. Nếu lớn hơn thì gán ngược lại bằng anh này, đúng chưa? Ok. Rồi, còn last thì sao hả? Show item trừ 1 chứ, trừ 1 chứ, list size trừ 1 chứ. Nó chạy từ 0 đến là trừ 1 mà. Nếu là size là 5 thì nó chạy từ 0 đến 4, đúng không? Thì phải là list size trừ 1. Ok, được chưa? Rồi, bây giờ chạy thử nè. Chạy thử nha. À, Đọc file thì cô gọi đến show item cái gì ạ? À? Show item 0, chạy cho nó load cái đầu tiên ha. Show item 0 để đọc file. Ok, được chưa? Đọc file đầu tiên tôi gọi show item 0. Vậy các bạn thấy show item 0 cô tách rồi cô viết rất là nhiều, đúng không? Ok, bây giờ chạy thử ha.
cô sẽ chạy đầu tiên là các bạn chạy cái gì đấy ạ? Ví dụ như là Sony 5 đô nhập. Thế rồi Samsung 20 đô, cái này là linh kiện đấy nhá, không phải điện thoại ha. Ok. Rồi, ví dụ như Nokia, đúng không? À, 15 đô nhập. Xong. Bây giờ cô đọc nè. Đọc file thì nó sẽ load cái đầu tiên Sony. Connect nè. Samsung. Nokia. Hết rồi. Previous nè. Samsung. Rồi về cái cuối cùng nè. Nokia. Về cái đầu tiên nè. Sony. Xong chưa? Rồi chưa? Một cái nữa. Khi các bạn về first, bấm first thì có previous được nữa không? Có nên ẩn nó đi không? Ẩn nó đi chứ, không cho click click chứ. Viết về nhà viết thêm code này. Nghĩa là hả? Cô gợi ý các bạn viết, các bạn viết hay không thì các bạn, như bây giờ cô gợi ý các bạn một cái gợi mở. Nghĩa là khi cô về cuối thì cái đồng thời cái cuối này, về đầu thì đồng thời cái đầu ẩn và cái previous ẩn luôn. Nghĩa là về rồi không thể về được nữa. Chỉ có sau cái này thôi. Cái này về cuối thì cái này ẩn luôn. Hiểu không ạ? Còn khi connect cái previous cái thì những cái kia nó mở ra. Bây giờ các bạn phải điều khiển cái các cái button cho nó disable hay là enable theo ý của mình. Hiểu không? Và cái thẻ của nó là thẻ gì đấy ạ? Set enable true hoặc false. Đã xong. Cô cần làm một cái demo không? Cần hả? Giờ về first nè. Ẩn thằng cha này. Được chưa? Ok. Vậy phải viết ở đâu? À, viết ở first. Cái này vẫn có thể tách chung chung, nhưng mà phải suy nghĩ một tí nha. Về first. Nếu cô về first rồi tôi sẽ ẩn luôn. Nghĩa là cái button previous set enable bằng phone, và chính nó cũng là set về phone luôn đúng không? Tức là button chấm gì? À, first cũng set enable phone luôn. Rồi chạy nha. Đọc file cái dữ liệu đã còn ha. Thì đọc file thì cái này không first được cũng ẩn luôn. Cái này tính sau. Bây giờ cô next next nè. Bây giờ cô về first nha. Ẩn chưa? Rồi, nhưng khi cô next một cái thì hai ông này phải được hiện nhá. Hiểu không? Phải kiểm tra y á. Kiểm tra cái current index á nhá. Bấm nút là một chuyện, vậy thứ hai nó phải kiểm tra kết hợp với current index. Về suy nghĩ một tí. Đúng không ạ? Ok, cô demo hết thì còn gì đâu mà nói. Đúng không? Ok. Rồi, tạm dừng.